để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào những chiến công chung của toàn lực lượng. Lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Sơn La trong thời gian qua luôn chú trọng công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động, không quản nắng mưa ngày đêm luyện tập, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thao trường bài tập vượt vật cản, tổng 18 vật cản. Sơn La là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước đưa vào xây dựng thao trường luyện tập cho cán bộ chiến sĩ công an theo tiêu chuẩn do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quy định. Dưới thời tiết oi nóng của những ngày hè, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, rèn luyện ý chí và sự quyết tâm. Tôi thấy những bài tập này cũng rất là khó, nhưng mà được sự quan tâm huấn luyện của các cán bộ và chúng tôi đã vượt qua được. Tôi thấy những bài tập này sẽ giúp ích cho chúng tôi trong quá trình công tác huấn luyện cũng như chiến đấu sau này. Cái vật cản nó sẽ thay đổi liên tục và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình vận động của cán bộ chiến sĩ. Chính vì vậy mà trong cái quá trình huấn luyện đòi hỏi cán bộ chiến sĩ là phải phân bổ được cái sức chạy, sức bền để mà làm sao tập trung để vượt qua được hết đủ cái 18 vật cản này, đảm bảo đúng theo cái kỹ thuật mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ban hành. Với tinh thần chủ động chiến đấu, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức 4 lớp huấn luyện nâng cao cho gần 800 cán bộ chiến sĩ, thực hiện luyện tập, diễn tập 5 tình huống A2, 900 ca tuần tra, kiểm soát, đặc biệt đã trực tiếp tham gia thực hiện phương án số 279, chuyên án 297LL, đấu tranh với tội phạm ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau 4 năm triển khai phát hiện, bắt giữ 224 vụ, 335 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 478 kg heroin, gần 3,4 kg thuốc phiện, gần 350.000 viên ma túy tổng hợp, 22 khẩu súng quân dụng, 02 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện của lực lượng Cảnh sát cơ động, thì trước hết thì theo tôi là chúng ta phải bám sát các cái chương trình, kế hoạch huấn luyện theo cái đúng hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Cái thứ hai nữa là phải tiếp tục nâng cao về cái chất lượng của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên. Và cái thứ ba nữa là tiếp tục đề xuất với các cấp có thẩm quyền để trang cấp các cái loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ để phục vụ trong công tác huấn luyện. Và chúng ta phải thường xuyên sử dụng và phát huy hiệu quả cái mô hình thao trường bãi tập mà đã được đầu tư trang bị xây dựng tại đơn vị. Với tinh thần quyết tâm vượt nắng thắng mưa, nỗ lực học tập, rèn luyện, cán bộ chiến sĩ công an luôn nghiêm túc tuân thủ điều lệnh công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị, phương tiện trong quá trình huấn luyện, tích cực rèn luyện vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không quản ngại nắng mưa, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.